án là xử cuối cùng. Còn lại ví dụ như cái vai trò là giám đốc thẩm hoặc là tái thẩm á, thì nó thêm một cái trình tự đặc biệt, nó không có đưa ra xét xử mà có kháng nghị của viện kiểm nằm trên đường nào vậy nhân vật. Tới đây thì mấy anh làm nhiệm vụ không có vô được, nhưng cô chú chị ăn nên thắt chặt.